Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cô Thủy Tiên phát tiền cứu đói, đang cầm quyền lao tới giật cơm. Tin bất ngờ, vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã cho biết chính quyền thôn Ngoạ Cương vừa trả lại 413 triệu đồng cho 69 hộ dân của thôn này. Hành động này của chính quyền xã Cảnh Hóa được dân xem là một hành động tự thú. Họ đã tự thú rằng chính họ đã chấn lột người dân khốn cùng lúc này. Được biết vào ngày 28 tháng 10, ca sĩ Thủy Tiên cùng đoàn đã về xã Cảnh Hóa trao quà ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng do trận lũ lụt lịch sử vừa qua. Tại đây, ca sĩ và đoàn đã trao cho 703 hộ dân mỗi hộ 6 triệu đồng. Riêng thôn Ngoạ Cương có 69 hộ được hỗ trợ với số tiền lên tới 413 triệu đồng. Theo thông tin của báo Vietstock, một tờ báo chính thống của nhà nước Việt Nam cho biết như sau. Sau khi đoàn ca sĩ Thủy Tiên rời đi, ban cán sự thôn Ngoạ Cương đã bàn bạc với người dân và đưa ra quyết định thu hồi lại toàn bộ. Như vậy là chính quyền thôn Ngoạ Cương đã lên kế hoạch hẳn hoi tựa như thú săn rình mồi và canh me khi đoàn cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên vừa đi là họ chấn lột luôn. Đây là một hành động không thể chấp nhận được với người có lương tri. Hành động mang lại nhiều tai tiếng cho chính quyền huyện Quảng Trạch. Tiền dân góp để hỗ trợ đồng bào, ca sĩ Thủy Tiên chính là người trung gian chuyển tiền cứu trợ từ người dân hảo tâm sang người dân gặp nạn. Hành động của chính quyền thôn Ngoạ Cương vừa cháy đạo đức vừa không được pháp luật cho phép. Đây là hình ảnh chính quyền thôn Ngoạ Cương tổ chức họp dân và trao trả lại toàn bộ số tiền đã thu của mọi người. Đứng trước sự phẫn nộ của người dân thôn Ngoạ Cương và cộng đồng mạng, ban cán sự thôn đã giải thích rằng họ thu lại toàn bộ số tiền trên là để chia đều cho 170 hộ của thôn. Thế nhưng, sự thật có ý nghĩa chia lại tiền cho những người dân khác hay không thì vẫn là một câu hỏi rất lớn. Tiền đã lọt vào tay chính quyền thôn, nếu không có áp lực thì chính quyền thôn này không thể nào trao trả lại cho dân được. Câu hỏi đặt ra là ai, cơ quan nào đã gây áp lực để chính quyền thôn phải trả lại tiền cho người dân? Để biết về nguyên nhân chính quyền thôn Ngoạ Cương trả lại tiền, thì Đài Á Châu Tự Do EFA từ Mỹ đã dẫn lời ông Đậu Xuân Thủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch đã nói với đài VTC News rằng, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh việc cán bộ thôn Ngoạ Cương thu lại tiền cứu trợ của dân, huyện yêu cầu xã Cảnh Hóa về làm việc với thôn để trả lại số tiền đã thu của người dân. Như vậy là vấn đề đã được sáng tỏ một phần, đó chính là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch đã áp lực cho xã Cảnh Hóa và chính quyền xã yêu cầu chính quyền thôn Ngoạ Cương trao trả lại số tiền trên cho những người dân khốn khổ này. Cần chú ý là trong lời phát biểu của ông Đậu Xuân Thủy có nói rằng, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, điều đó cho thấy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch cũng chịu áp lực từ quần chúng. Ở đây chúng ta có thể hiểu rằng áp lực này đến từ nhân dân của huyện Quảng Trạch và dân cả nước. Đây là hình ảnh bài báo phản ánh về vấn đề này trên Đài Á Châu Tự Do EFA. Và ai là người chủ trương chấn lột tiền của dân, câu hỏi cũng được đặt ra. Theo thông lệ, khi tiêu cực bị phanh phui thì bao giờ quan chức thấp nhất là người bị đổ lỗi. Trong vụ chấn lột tiền của người dân thôn Ngoạ Cương thì như thường lệ, trưởng thôn là người được quy trách nhiệm, là người đã đưa ra chủ trương chấn lột này. Trên báo Nhà nước, ông Phạm Văn Cần, trưởng thôn Ngoạ Cương thừa nhận việc thu lại tổng số tiền 413 triệu đồng của 69 hộ dân trong thôn. Câu hỏi đặt ra là liệu rằng một trưởng thôn nhỏ bé có thể ra một quyết định sai trái như vậy hay không? Trong lời phát biểu của trưởng thôn, ông ta cho rằng ban cán sự và người dân thôn Ngoạ Cương đã bàn bạc đi đến thống nhất khi có các hoạt động cứu trợ bão lụt. Đối với hàng hóa thì người dân được sử dụng, còn tiền mặt thì thôn sẽ thu lại. Tới cuối đợt, thôn sẽ họp bàn với người dân bình xét, cân đối và phân chia lại cho từng hộ, trong đó ưu tiên cho những hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Và thực tế, chính người dân đã gọi điện phản ánh lên Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Trạch để tác động vào cơ quan này, buộc chính quyền thôn phải trả lại tiền. Điều đó chứng minh rằng người dân hoàn toàn không đồng tình với chủ trương này. Đây là hình ảnh người dân thôn Ngoạ Cương đã nhận lại tiền. Việc chấn lột tiền dân của chính quyền thôn Ngoạ Cương, tất cả người dân huyện Quảng Trạch đều biết, cả xã hội đều biết và sự việc đến tai đài truyền hình VTC thì không thể có chuyện chính quyền xã Cảnh Hóa không biết và không thể không có chuyện chính quyền huyện không biết và cũng không thể có chuyện chính quyền tỉnh không biết. Vậy mà đợi đến khi dân gọi điện kêu cứu
thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch mới lên tiếng. Với người dân, khi biết có người phạm pháp mà im lặng thì tất phạm tội đồng lõa hoặc che giấu tội phạm. Như vậy, chính quyền xã Cảnh Hóa thì sao hay đây? Ít nhất, nếu lãnh đạo xã Cảnh Hóa, nếu không ra chủ trương sai trái, chỉ đạo trưởng thôn thì cũng phạm tội đồng lõa với trưởng thôn. Trong một xã hội mà tham nhũng đã trở nên có tổ chức như ở Việt Nam, thì rất ít khi xảy ra hiện tượng tham nhũng đơn lẻ, mà hầu hết xảy ra theo dạng nhóm, tức là nhóm lợi ích, và đã từ lâu trở thành phổ biến ở Việt Nam, từ thượng tầng cho đến cơ sở, đâu đâu cũng có lợi ích nhóm. Trên cao thì có nhóm lợi ích lớn, thấp thì có nhóm lợi ích nhỏ. Chính vì vậy, tham nhũng ở Việt Nam dù ở tận cơ sở như thôn xóm cũng khó có chuyện một cá nhân chỉ tham nhũng một mình. Nếu tham nhũng một mình thì khi bị phanh phui, họ sẽ không được bao bọc. Và đó là lý do tại sao ở Việt Nam thường tham nhũng theo nhóm. Việc ông trưởng thôn Ngoạ Cương khai phạm một mình khó mà thuyết phục được người dân tin rằng ông ta sai phạm một mình. Và chính quyền thôn Ngoạ Cương đã phạm pháp như thế nào? Câu hỏi cũng được đặt ra. Tiền nhân dân giúp nhân dân, chính quyền không có quyền thu lại, bởi đơn giản không có luật nào cho phép chính quyền làm như thế. Một chính quyền mà làm những điều luật không cho phép, theo nguyên tắc được hiểu là vi phạm pháp luật. Thế nhưng, dường như trong trường hợp này, không ai để ý đến việc phạm pháp của chính quyền thôn Ngoạ Cương. Tất cả các tờ báo nhà nước đều thừa nhận chính quyền thôn sai, nhưng không có một lời buộc tội nào với chính quyền thôn này. Hành động chấn lột thì dù là chính quyền hay dân thường đều là hành động phạm pháp. Vào năm 2017, ông Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã từng nói: "Nếu chính quyền sai, ta sẽ xin lỗi người dân." Điều đó cho thấy ý thức về tinh thần thượng tôn pháp luật của quan chức chính quyền Việt Nam còn rất hạn chế. Họ vẫn có tư duy chính quyền chỉ có xin lỗi là xí xóa cho những việc làm phạm pháp. Trong khi cũng tội phạm như thế, nhưng người dân thì lại bị truy tố. Đây là hình ảnh câu nói của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. Thực tế, chính quyền luôn nói rằng nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhưng ngay trong cách xử lý sai phạm của quan chức thì đã cho thấy đó không phải là cách xử lý của một nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền là một nhà nước luôn đặt luật pháp lên cao nhất và không có sự phân biệt giữa quan chức và nhân dân. Cả quan chức và nhân dân đều chịu trách nhiệm như nhau trước pháp luật. Cơ sở pháp lý nào đã dung túng cho sai phạm quan chức thôn Ngoạ Cương? Theo nguyên tắc thực thi pháp luật thì hiến pháp sẽ phủ định luật pháp nếu như luật pháp trái với quy định của hiến pháp. Luật pháp sẽ phủ định nghị định chính phủ nếu nghị định chính phủ trái với luật pháp. Nhưng thực tế tại Việt Nam thì không phải như vậy. Nghị định số 64/2008 đã quy định như sau. Ngoài Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, cơ quan báo chí, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thì không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng, cứu trợ. Đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhưng nghị định này đã tồn tại suốt 11 năm mà không hề bị loại bỏ, mặc dù đã được xã hội chỉ ra rằng nó không phù hợp với luật pháp. Đây được xem là một lá bài lợi hại để những tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ ra tay chấn lột những đồng tiền cứu trợ ít ỏi của người dân mà không hề bị truy tố trước pháp luật. Đứng trước sự phản ứng mạnh mẽ của xã hội về cái nghị định phi lý này thì Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đang chỉ đạo xây dựng thay thế nghị định 64 về quyên góp và hỗ trợ. Đây là hành động cần thiết vì rõ ràng với nghị định 64 vô lý ấy, người dân được cứu trợ nhưng chưa chắc được hưởng. Tiền qua tay chính quyền thì hầu như người dân không có hy vọng được nhận đầy đủ những gì mà đồng bào đã đóng góp giúp đỡ mình. Đó là sự bất công rất lớn cho người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh bài báo của đài VTC News. Tại sao xây dựng tượng đài hàng nghìn tỷ, bỏ đói dân trong thảm họa thiên tai? Câu hỏi cũng được đưa ra. Thảm họa là điều không ai mong muốn, nhưng khi nó đã xảy ra thì chính quyền cần phải hành động có trách nhiệm. Trách nhiệm của chính quyền trước tiên là cơ sở pháp lý. Họ phải ra những văn bản chỉ đạo dưới luật để bảo vệ những nhà hảo tâm và qua đó bảo vệ những người dân gặp họa thiên tai. Tiếp theo, đó là chuyện chính quyền phải xuất ngân sách ra cứu trợ cho người dân, chứ không phải cứ mãi cậy vào người dân tự đùm bọc lẫn nhau như bao năm nay. Thực tế, trên khắp đất nước này có rất nhiều khẩu hiệu hàng chục tỷ, tượng đài hàng nghìn tỷ, cổng chào hàng trăm tỷ. Chỉ cần không xây dựng những thứ vô nghĩa này và để tiền dành cứu trợ cho nhân dân lúc thảm họa thì đã cứu được rất nhiều thế hệ. Nhưng tại sao bao nhiêu năm chính quyền không làm được chuyện đó?
trách nhiệm của chính quyền Việt Nam với nhân dân của mình tới đâu? Đó là câu hỏi của người Việt Nam mà chính quyền chưa trả lời được. Và chính ca sĩ Thủy Tiên sẽ tiếp tục công cuộc cứu trợ đầy ý nghĩa. Luật pháp cũng không cấm người dân làm thiện nguyện, nên việc làm thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên là hoàn toàn hợp pháp. Nhưng nếu đem nghị định số 64 ra soi thì thế nào Thủy Tiên cũng bị vi phạm. Thế nhưng thực tế tại sao Thủy Tiên vẫn không bị chính quyền gây khó dễ? Câu trả lời thỏa đáng nhất là do mạng xã hội đã bảo vệ Thủy Tiên. Đằng sau hành động thiện nguyện của ca sĩ thì hàng triệu người dân đã ủng hộ, và đó chính là sự vững chắc cho Thủy Tiên tiếp tục hành trình phân phát hàng hóa và tiền bạc cứu trợ mà không hề sợ nghị định 64 gây khó dễ. Đây là hình ảnh nữ ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ 2.147 hộ dân ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy. Hiện nay, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên đã cho biết cô đang phát 2.147 hộ dân xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, chỉ với hơn 150 tỷ đồng mà cô đã cứu trợ hàng ngàn hộ dân, vì đó là câu hỏi rất lớn với hàng triệu đô la mà các quan chức Việt Nam đã dành để mua quốc tịch đảo Ship hay Mata với vô số cổng chào và tượng đài tốn kém thì sẽ cứu trợ được bao nhiêu? Câu hỏi cũng được đặt ra. Thiên tai thì nhiều, tiền của nhà hảo tâm thì cũng giới hạn, dân cần chính quyền có trách nhiệm hơn. Đừng quay lưng với dân mình bằng cách hành động lãng phí, hãy dừng lại, dân rất khổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020 với bản tin Cô Thủy Tiên phát tiền cứu đói, đảng cầm quyền lao tới giật cơm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.